phần một và mảnh đời trôi nổi chuyến xe khách lặng lẽ chạy trên trên đường hai bên đường tối đen như mực nếu không có đèn của những chiếc xe khác trong đêm thì đúng là một sự cô đơn đến nao lòng trời gần sáng xe lạnh mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng xe tiếng ngáy đều đều của lão già ghế bên cạnh tôi buồn ngủ nhưng chẳng thích ngủ tí nào nằm dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài mặc dù chẳng thấy gì dòng suy nghĩ cứ ùa về, có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và cả háo hức nửa chứ. sắp làm sinh viên có khác, cảm giác thiệt là lung tung hết, trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, nào là mì tôm, nào là anh em chiến hữu, nào là giảng đường, nào là những mối tình sinh viên ngọt ngào. Không biết có giống như những gì tôi được nghe, được kể, không biết mọi thứ có thú vị như trong phim, trong chuyện tôi được coi về cuộc sống sinh viên không nữa suy nghĩ dự tính là vậy chứ cũng lo lắm chứ cơm áo gạo tiền dù gì đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ tôi làm sao đủ cho tôi sống ở cái đất sài gòn nghe nói đắt đỏ tốn kém dữ lắm mà thôi lo lắng chi nhiều dù sao cũng chính tôi bỏ hết mọi sự sắp xếp cho tương lai ổn định của gia đình tôi để chọn con đường bon chen lên sài gòn thử làm sinh viên một cho biết mùi đời với người ta mà nhớ cái hôm biết được kết quả đại học xong mẹ tôi có hỏi mày tính sao hả con mẹ lo cho mày mấy con đường liệu mà tính cho kỹ tương lai của mày mẹ lo tới đó thôi con tôi trầm ngâm thiệt là khó nghĩ quá đi mẹ tôi nhờ bà con lo cho tôi một là theo ông anh giám đốc một công ty vừa được đào tạo vừa có lương thử việc ít nhất cũng 10 triệu trở lên mà mẹ còn vẻ ra cái viễn cảnh đi theo phụ giữ ghế giám đốc cho ông anh nữa mới ghê chớ còn con đường thứ hai là theo ông chú bên quân đội nghe đâu chức lớn dữ lắm viễn cảnh cũng an nhàn được nhà nước nuôi được làm công dân gương mẫu sống tốt đời đẹp đạo nghĩ tới đó thôi là muốn ớn lạnh trong người rồi đi học có mấy cái nội quy nhỏ của trường lớp mà tôi còn quậy muốn banh cái trường giờ kêu tôi khép mình vô cái khuôn khổ của quân đội thà giết tôi còn hơn nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày nay nghe tụi bạn hết đứa này tới đứa kia nhận giấy báo nhập học khăn gói lên xì phố học đại học thấy cũng ham tính tôi lại thích thử thách mạo hiểm không thích nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai cho nên có lẽ tung cánh thử sức mình vài năm xem sao vậy là tối đó tôi phán một câu xanh dờn mẹ con đi sài gòn học thử sức vài năm rồi tính tiếp mẹ tôi chẳng thèm hỏi gì nhiều gật đầu cái dục ở đi đi cho biết cực khổ con à mải mê suy nghĩ trời gần sáng hồi nào không hay xe cũng vừa tới tiền giang Tôi vươn vai sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống xe. Thiệt là học ở Sài Gòn nhưng giờ phải ghé Tiền Giang một hai ngày rồi mới được thả đi. Phải giải quyết xong nhỏ bạn gái cuối cùng trong số vài cái mối tình học trò linh tinh vớ vẩn của tôi, rồi để còn yên tâm mà dấn thân bắt đầu cuộc sống mới nữa chứ. Nói gì thì nói tôi chưa bao giờ gặp nhỏ ở ngoài đời, chỉ nói chuyện, chat qua ghép cam vậy đó mà yêu nhau, đúng là tình ảo nói chung nhìn qua ghép cam với hình thì nhỏ xinh xắn dễ thương nhưng không biết bên ngoài thì có khác không đây mấy hôm trước tôi nói sẽ lên sài gòn học vậy là con nhỏ một hai bắt tôi phải ghé tiền giang để yêu offline theo cách nói của nhỏ là em muốn tụi mình chuyển từ tình ảo sang tình thật khóc lóc giận dỗi và cả đe dọa bỏ nhà đi kiếm tôi cuối cùng nhỏ cũng ép tôi ghé tiền giang gặp mặt xe dừng ở tân an tôi xuống xe móc điện thoại gọi cho nhỏ đã gọi điện kêu ra đợi rồi mà giờ bỏ tôi một mình đứng bơ vơ alo tôi xuống xe rồi nè chị hai trốn đâu vậy hi hi anh xã nhắm mắt lại đi dẹp không có xã huyện gì hết em lại đón anh nhanh dùng mỏi chân quá thì anh nhắm mắt cái đi năn nỉ mà một phút nha 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 hôm nay không biết bày đặt trò gì nữa rồi thôi kệ để coi nhỏ làm gì với tôi nhắm mắt mà lòng cũng hồi hộp dù gì cũng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời mà lo là lo cái vụ nhỏ mà cao hơn tôi là coi như lấy cọng bốn thắt cổ tự tử có nghĩa hơn tôi khịt khịt mũi hình như có mùi nước hoa của con gái quái tự nhiên cái mũi tôi nóng nóng cái nóng đó chạy từ từ vòng qua má tới tai xong chạy ra sau gáy rồi lại quay vòng ra trước mũi trời không lẽ chúng gió mở mắt ra tôi té ngửa thì ra nhỏ đứng kế tôi từ nảy giờ làm gì vậy sao tới không lên tiếng đang nghiên cứu anh xã nhỏ cười má lúm đồng tiền tôi thích nhỏ nhất là cái má này mà nghiên cứu chi chị hai thì coi phải anh xã của em không à anh nè gì phải anh xã không đây con này rảnh không phải tôi chứ không lẽ thằng nào rảnh đứng nhắm mắt cho nó nghiên cứu nãy giờ ờ chắc hỏng phải chị lầm người rồi ha nghi ngờ hỏi chi nữa hi hi người ta hỏi cho chắc mà tại anh xã ba bi hơn trên hình sợ lộn người ở nghĩ cũng đúng coi vậy chứ mặt tôi ở ngoài non trẹt à thôi mệt giờ sao đứng giữa đường hoài hả chị ghét kêu chị hoài làm như người ta lớn tuổi không bằng anh xã chưa ăn sáng đúng hôn ở chưa ăn vậy em đưa anh xã qua nhà nghỉ bỏ đồ dùi tụi mình đi ăn sáng hen ừm rồi đi bộ hở hi hi xe em để sau lưng anh xã kìa tôi ngồi lên xe để đồ đạc lên trước xe xong nhỏ nhảy tót lên ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy tôi mèn ơi con này gan dù là bạn trai nhưng mới lần đầu được gặp mà cứ tỉnh bơ mới gặp lần đầu dám ôm dùi hả có gì không dám em ôm anh xã của em mà tôi lắc đầu mỉm cười xiết ga nhỏ càng siết chặt tôi hơn đầu dựa vào vai tôi hát khe khẽ chắc nhỏ vui lắm vậy là cả ngày hôm đó nhỏ với tôi đi khắp các nơi nhỏ hay nói đến trên mạng từ trường học quán cà phê đến chỗ nhỏ hay ra chơi với tụi bạn nhỏ lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ lại cô bé này cao bằng tôi ngoài gương mặt xinh xắn ra thì dáng nhỏ linh phải nói là ổn điện nước đầy đủ nếu không muốn nói là dư so với mấy đứa con gái cùng lứa hoặc chí ít hơn hẳn mấy con mắm trong lớp tôi tối nhỏ lại đưa tôi đi dạo ăn uống linh tinh căng cả bụng rồi mới trở lại nhà nghỉ biết bao nhiêu lời định nói với nhỏ mà cả ngày hỏng thể nói ra được thấy nhỏ vui cũng không nỡ nói ra thiệt tình tôi cũng không biết tôi có thích nhỏ thật hay không nữa tôi nhảy lên giường trùm cái mền lại thở dài tự nhiên nhỏ nhảy lên chui vào nằm kế bên tôi quay qua nhìn nhỏ chưng hửng gì đó gì là gì tối rồi sao không về nhà đi cho tôi ngủ nửa bộ không ngủ hả thì ngủ nè là sao tính ngủ đây luôn hả Mẹ em là sao? Hì hì em xin mẹ qua qua nhà nhỏ bạn ngủ tập văn nghệ mà. Ngủ đây không sợ tôi làm gì bậy hả? Xí tôi đạp lọt giường luôn chứ mơ làm bậy à? Nhỏ chu chu cái mỏ rồi giành lấy cái mền cuộn tròn nằm nhìn tôi. Tôi cũng chẳng muốn cãi với nhỏ làm gì nữa vì trong đầu tôi lúc này nhiều suy nghĩ lắm thật khó để nói ra rằng tình cảm của tôi dành cho nhỏ vẫn chưa đủ để nhỏ trở thành người yêu tôi không muốn chỉ vì những trò đùa tình cảm của tôi hồi còn học sẽ làm tổn thương nhỏ dù gì trong những ngày tôi chìm đắm trong sự chán nản thu hận và bất cần cô bé này đều chịu khó ngồi chia sẻ với tôi dù là đêm hay ngay hoặc bất cứ lúc nào tôi gọi lần này tôi ghé gặp nhỏ để tạm dừng mối quan hệ tình cảm này lại vì tôi muốn để quá khứ qua một bên bắt đầu cuộc sống mới nhưng sao nói ra được đây khi cô gái nằm kế bên tôi thực sự đáng yêu và đang rất vui bên cạnh mà điều đáng lo hơn là tôi sẽ không kiểm soát được bản thân nữa nổi điên lên quá trời nãy giờ người ta lo suy nghĩ chuyện trọng đại còn chị hai này nằm kế bên hát mấy bài trẻ con nhỏ nằm sát người làm tôi không thể không lén nhìn nhỏ được đột nhiên nhỏ ngước mặt lên và tất nhiên bắt gặp ánh mắt của tôi á đồ đều nhìn lén gì đó nhỏ dứ dứ nắm đấm trước mắt tôi nhìn gì đâu Tại, tại anh, tôi hơi lúng túng, mà em nằm xích ra đi nóng muốn chết à. Cứ nằm sát sát vậy ai mà chịu nổi. Xí em làm gì kệ em nha ai biểu anh nhìn chi. Ơ, ờ, nằm ngay tầm mắt người ta mà không cho nhìn. Không cho đó. Ai nhắm mắt ngủ đi, ai mượn mở mắt chi. Thiệt là nổi điên với cái con cô này. Thôi dáng nhắm mắt nghĩ về Bồ Tát coi bộ có lý hơn. Tôi thở dài nhắm mắt lại được khoảng hơn 10 phút, gần như tôi sắp đi thăm Bồ Tát thật thì mặt tôi nóng nóng vì hơi thở nhẹ nhẹ. Chưa kịp mở mắt ra thì môi tôi đã chạm vào một đôi môi mềm mại của ai đó. Huyết mạch trong người tôi chảy dần dần. Không lẽ Bồ Tát linh giữ vậy hả trời? Mà thôi kệ Bồ Tát hay ai đang làm gì tôi cũng mặc kệ, cái tính tôi ai làm gì chứ mấy cái vụ này thì càng khoái. Không cần mở mắt ra tôi đưa tay siết chặt lấy người đang bên tôi nụ hôn say đắm và ngọt ngào đã lâu rồi tôi không có một cô gái nào mà mọi thứ càng lúc càng không thể kiểm soát được nữa rồi cuối cùng chuẩn bị cờ hén thì tôi nắm lấy hai bàn tay nhỏ rồi ngồi dậy khẽ đẩy nhỏ ra một bên nhỏ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi sao vậy anh 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 nghĩ mình không thể anh là người không tốt tình cảm của anh với em dường như vẫn chưa đủ để làm hay hứa hẹn gì với em hết anh vẫn còn là thằng lông bông anh anh sợ nếu mình vượt quá giới hạn người thiệt thòi sẽ là em anh sợ em phải chịu tổn thương khi gắn cuộc đời vào một thằng chưa biết ngày mai ra sao như anh tôi nói nhiều lắm nói những điều tôi đang nghĩ trong lòng ra với nhỏ từng câu từng chữ một không biết nhỏ có bị tổn thương không chỉ thấy đôi mắt nhỏ dường như đánh mất niềm vui từ lúc gặp tôi đến giờ nhỏ im lặng không nói gì tôi cũng vậy nói ra hết tất cả tôi cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nhỏ sẽ bỏ đi ngay bây giờ hơn 15 phút trôi qua, chợt nhỏ đứng dậy bước vào phòng tắm. Em tắm một chút, anh chờ em nghe. Tiếng nước chảy nhẹ nhẹ dường như không đủ lấp đi tiếng khóc của nhỏ. Tôi nằm đó mà lòng ngổn ngang trăm thứ. Đứng dậy định gõ cửa phòng tắm để an ủi mà cũng ngập ngừng không dám bước vào. Tôi chỉ đành đứng dựa vào tường, lặng im nghe tiếng nước, tiếng gió, tiếng xe chạy ngoài đường. Tôi mỉm cười chua chát dù sao nhỏ cũng không phải là người đầu tiên tôi làm đau và rời xa theo cách như vậy nhưng sao tôi thấy lạ trong người quá tôi hối hận chăng cửa phòng tắm mở nhỏ bước ra đứng cạnh tôi vứt bỏ lon bia về góc phòng tôi quay qua nhìn nhỏ tôi giật mình mồm há hốc không ngậm được miệng linh chẳng nói gì chỉ nhìn tôi bằng ảnh mắt dịu dàng em không sao chứ anh xin lời chưa kịp nói hết nhỏ đã ôm trầm và đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt rồi nhỏ rời tôi ra nhìn tôi nói trong nước mắt em yêu anh em hiểu anh đang nghĩ gì em không phải người dễ dãi nhưng em yêu anh em sẽ chờ anh xã đến chừng nào anh xã quay lại thì thôi rồi nhỏ lại hôn tôi say đắm bản thân tôi cũng cảm nhận được tình cảm của linh hơn những gì tôi tưởng khẽ đưa bàn tay ôm chặt lấy linh có thể tôi không thích nhỏ nhưng vào lúc này tôi không thể lạnh lùng được nữa giấc ngủ ngon lành trời đã sáng đã đến lúc tôi tạm biệt nhỏ để tiếp tục hành trình của mình trước khi chào tạm biệt nhỏ ôm chặt lấy tôi nói rất nhiều rất nhiều đến nỗi tôi chẳng còn biết trả lời gì nữa chỉ còn cách ôm chặt lấy nhỏ để rồi lặng im bước lên xe tiếp tục hành trình về sài gòn nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới với những thử thách và điều thú vị mới ngồi trên xe lặng lẽ trả lời từng tin nhắn đầy yêu thương của nhỏ trong lòng tôi cứ lan man không có tí cảm xúc nào hết Buổi hôm đó đánh dấu ngày đầu tiên tôi đã bắt đầu cho cuộc đời sinh viên. Phía trước tôi không biết được rằng sau ngày hôm ấy, tôi đã bắt đầu những chuỗi ngày đầy những buồn vui, ngọt ngào có, hạnh phúc có, tội lỗi có, đau khổ có và cay đắng cũng có. Đến Sài Gòn, chưa gì mà Sài Gòn đã chào đón tôi bằng một cơn mưa nặng hạt. Đứng trú mưa trên nhà chờ xe buýt mà lòng ngổn ngang trăm thứ lúc nói lên đây dù mẹ có gửi cho tôi cả một cái sớ táo quân đầy đủ địa chỉ và các số điện thoại của bà con trên này nhưng tôi gạt phát đi mẹ để con tự lo con không thích làm phiền bà con nào hết thực ra đúng là tôi chẳng cần mẹ tôi phải lo lắng gửi gắm gì ai hết tôi chúa ghét gửi gắm bà con cô bác từ nhỏ tôi cũng đã sống xa gia đình việc đi học đi thi và giờ nhập học cũng tự một mình tôi đi chứ chẳng cần cha mẹ đưa đón lo lắng chuyện ăn ở gì hết có bác lo được rồi sài gòn trời mưa nhưng cũng ồn ào và náo nhiệt tôi cũng không lạ lẫm lắm vì tôi cũng từng sống từ nhỏ ở thành phố cần thơ rồi mà bụng đói cồn cào miệng thì rủa thằng anh bạn cả buổi trời chưa thấy ra đón tôi mặc dù chửi muốn nát cái điện thoại xung quanh là âm thanh hỗn tạp của những người bán hàng rong những người xe ôm trèo kéo khách và cả tiếng gọi nhau ý ới của mấy anh chị trong màu áo xanh đang tiếp sức giúp đỡ cho những thằng sinh viên ngoại tỉnh lên sài gòn nhập học như tôi tôi mỉm cười vì tôi cũng sắp là sinh viên rồi chứ bộ năm sau tôi sẽ thử khoác lên người màu áo xanh ấy để thử cảm giác sinh viên tình nguyện ra sao thật là gương mẫu cuối cùng thằng quỷ cũng tới đón tôi vừa tính chửi vài câu cho xả cái tức trong bụng thì phát hiện nhỏ con gái xinh xinh đứng kế bên giờ chẳng lẽ mở cái miệng ra chửi thì mất hình tượng lắm sinh viên gương mẫu mà nên tôi nhẹ giọng sao giờ mới tới mày chờ hai tiếng rồi đó ba mưa đường ngập dữ quá bị chết máy thằng bạn tôi hiền và tốt bụng nên nghe tin tôi sắp lên sài gòn thì gọi nó để nó giúp đỡ một thời gian tôi không thích phiền người thân nhưng vì tôi thích bạn bè tôi hơn dù gì bạn bè cũng thoải mái hơn hả thành phố lớn mà ngập hả mày chưa sống sài gòn sao biết được có mà bơi được luôn ấy chứ dỡn hả hơ hơ rồi mày sẽ biết thôi giờ về nhà tao cất đồ đạc rồi tao dẫn ra chỗ tao làm ăn luôn vậy là hai thằng vật nhau trên chiếc xe cả tàng thằng bạn đặc biệt mượn của bà chủ chỗ làm của nó để đón tân sinh viên về đến phòng trọ thì hai thằng ướt như chuột lột đồ đạc đầy mùi bùn đất mùi hôi của nước ngập quá đầu gối mày để đồ đó tao dẹp cho đi tắm trước đi rồi ra quán tao làm ăn tôi chọn đại một bộ quần áo rồi chui vào nhà tắm chợt phát hiện trong phòng có đồ của con gái tôi giật mình hỏi thằng bạn ê duy sao có đồ con gái trong này mày ư ừ đồ của chị hai tao đó quên nói với mày chị hai tao lên ở học may một thời gian rồi tao ở đây có sao không đó không sao đâu chị tao dễ lắm tao cũng có nói bà rồi tắm lẹ đi mày trễ rồi tắm xong thằng duy chở tôi ra quán cơm chỗ nó làm bà chủ quán hiền và tốt với người làm ở đây làm cũng toàn là sinh viên phụ giúp việc buôn bán đổi lại bà chủ bao toàn bộ tiền ăn ở cũng như một khoản tiền nhỏ khác để lo chuyện học hành hàng tháng chào hỏi vài câu bà chủ thấy tôi hiền nên cũng vui vẻ nhận lời để tôi phụ làm việc và ở đây tạm thời một thời gian chờ nhập học vì nghe nói trường có hai ba cơ sở chưa biết tôi sẽ học ở đâu nên chỉ xin ở tạm thời thôi lần đầu tiên bán cơm đúng là vô cùng vất vả tôi phải chạy bàn bở hơi tai rồi gói hộp cơm cho canh vào bọc làm ở đây tôi học được nhiều thứ lắm ngay cả cách cho canh và bọc làm sao cho gọn mà không bị đổ phỏng tay việc buộc canh buộc nước mắm cũng phải có tập luyện nhiều lần rồi cách tiếp đãi khách cách tính tiền dọn bàn vì quán cơm là nhiều thành phần khác nhau đến nên tôi còn học được cách quan sát cách nói chuyện rất có ích cho việc học sau này làm tuy mệt nhưng tôi vẫn vui vẻ vì chủ yếu tôi làm để học hỏi chứ không phải làm để kiếm tiền trở lại chiều hôm đó tôi về lại nhà trọ với cả tấm thân mõi nhừ thằng duy đi tắm còn tôi thì nằm tự xoa bóp tay chân có tiếng bước chân ngoài cửa phòng rồi một người con gái mở cửa bước vào tôi đoán chắc đây là chị thằng duy chị nó cũng không xinh lắm nhưng tôi cũng phải sững người vài giây để tịnh tâm tại chị nó mặc đồ mát mẻ quá sau này tôi mới biết chị thích mặc đồ ngắn vì sài gòn thực sự rất nóng em là minh phải không chị lan cười tươi bước vào ngồi trước mặt tôi dạ dạ chị lan phải không ạ tôi hơi lung túng vì chị ấy ngồi sát tôi quá với lại mùi hương con gái của chị Lan làm tôi cũng hơi hơi nóng trong người em lên hồi nào thằng duy đâu em ăn uống gì chưa dạ nó đang tắm hồi nãy em có ăn cơm ngoài quán bà chủ rồi quán cô xương hà em chị Lan vừa hỏi vừa mở cái bịch trắng đang cầm trên tay ra dạ phải chị em lấy cho chị mấy cái ly trên bàn chị mua được hai ly chè thái nè em ăn với chị cho vui tính mua cho hai chị em à mà giờ có em nữa nên thằng kia cho nó nhịn chị em mình ăn hèn thằng kia đang tắm nghe có người cúc phần ăn nó la như heo bị chọc tiết ế ế bậy bưởi im liền thằng kia bữa nay có khách dáng nhịn đi con chị lan cười ha hả cái đồ trọng sắc khinh thân thằng kia hậm hực nói thì nói vậy chứ rồi bà cũng đổ chè ra ba ly chia cho ba người vừa ăn vừa xem tivi vừa nghe hai chị em bà buôn dưa lê bán dưa chuột trên trời dưới đất toàn mấy câu chuyện tôi không biết đầu cua tai nheo gì hết thôi thì ma mới ngồi im họp chợ vậy thiếu con vịt thì phải ngồi được chút thì ông bạn trai bà ghé qua mua cho cả đám bịch mận với ổi vậy là lại họp chợ tại phòng tôi vẫn ngồi im xem tivi thi thoảng được chị lan đưa cho miếng mận miếng ổi ăn và trả lời mấy câu hỏi xã giao của chị lan với anh toàn bạn trai chị lan nói chung mọi người rất thân thiết vui vẻ anh toàn cũng dễ gần sau này hai anh em hợp nhau ở chỗ khoái coi đá banh khuya khuya có man đỏ đá là hai anh em lại dẫn nhau ra cà phê coi la cho đã anh toàn về cả đám cũng chuẩn bị đi ngủ thằng duy quăng cái gối vào mặt tôi sắp xếp chỗ ngủ tao nằm trong cùng may nằm giữa chia cái mền với bà đi ha cái gì tao nằm giữa hả tôi la lên ngạc nhiên vì ban đầu tôi cứ nghĩ tôi là người lạ chị là con gái thì thẳng duy phải nằm giữa mới đúng chứ ừ tao quen nằm trong rồi Mày cứ nằm giữa đừng có ngại nhưng mà tao tôi vẫn giả bộ lúng túng chị không có ăn thịt em đâu mà sợ chị lan vừa cười bước trong buồng tắm ra đêm đó tôi không thể ngủ yên được không phải lần đầu tôi nằm ngủ kế con gái nhưng mà nằm giữa không quen lại bị đụng chạm vào người chị tôi sợ xoay trở mình mà lỡ đụng vào người chị thì không nên dù gì nam nữ thụ thụ bất nên thân nhưng mà cái cảm giác nằm kế một thân hình mát mẻ như thế này thì không tránh khỏi cảm giác dạo dực trong người lâu lâu chị xoay người lại chạm vào tôi làn da mát lạnh khiến tôi cứ y như có luồng điện chạy vụt qua người vậy nhắm mắt ngủ được chút lại giật mình thức và cứ y như mỗi lần thức giấc là lại thấy chị Lan càng nằm sát tôi hơn lại phải xích qua thằng bạn cái phòng thì nhỏ xích hoài cũng không được nên cuối cùng tôi đành nằm một kiểu tay chân đều không dám cử động kiểu này mà tới sáng chắc thành nhân tượng luôn quá vậy là tôi cố gắng đẩy đẩy chị ra ngoài vô tình chị thức chị mỉm cười rồi tự lăn ra nhưng ngủ được một chút là đâu lại vào đấy cứ như vậy tới sáng khiến tôi mất ngủ trầm trọng sáng dậy thằng duy thì chạy ngay ra quán phụ dọn quán còn tôi thì bà chủ nói chỉ ra phụ vào buổi trưa và chiều tối giờ đông khách thôi còn mấy lúc khác dư người làm rồi để mấy đứa ăn lương nó làm. Còn tôi vì đêm qua mất ngủ nên giờ nằm hoài hông mở mắt dậy nổi. Tự nhiên có cảm giác hơi lạ lạ, mở mắt ra thì thấy chị Lan nằm quay mặt về phía tôi chăm chú nhìn. Tôi giật mình hỏi. Bộ bộ mặt em dính gì hả sao nhìn em dữ vậy? Ừm, nhìn bộ mặt mất ngủ của em kìa, ngố quá ông tướng, bà làm tôi mất ngủ chứ ai nữa. Ừ ừ, tại lại chỗ em ngủ không được vậy em ngủ thêm chút đi để chị thay đồ chạy ra chợ mua đồ ăn sáng cho thôi thôi chị để em đi ai làm vậy bao giờ chị lan cười vui vẻ khép cửa phòng đi tôi nằm thờ phào vì chị mệt óc thiệt cả đêm bị áp chế tinh thần dữ quá mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay được một chút thì chị lan đánh thức tôi dậy để ăn sáng chị không đi làm hả chị ừm chị học may lâu lâu ra tiệm thôi còn lại ở nhà tập may còn em chừng nào vô học dạ mùng năm vào nhận lớp ủa còn hai mấy ngày sau em lên sớm vậy dạ em lên sớm để tìm chỗ trọ rồi tìm việc làm chà lo xa quá hen chưa gì tìm việc làm rồi ừm em làm để học hỏi kinh nghiệm à vậy hả giỏi quá ta thôi em ở đây luôn với hai chị em chị đi cho tiện kiếm đâu xa nữa dạ em cũng không biết tại chưa biết trường chuyển em học ở cơ sở nào nữa chị vậy sao ừ sao cũng được tưởng em chê chỗ chị ở chớ dạ không có đâu chị sao em dám chê được hi hi chọc em đó vậy em ở đây với tụi chị chừng nào biết học ở đầu rồi tính hen dạ chắc phải vậy thôi chị bữa đó tôi đúng ngoan một đầu câu luôn giả giả vâng vâng ừm thôi em xuống dắt xe chở chị ra ngoài tiệm rồi lấy xe muốn đi đâu thì đi khi nào chị gọi em ra rước chị nha hả bộ chị không sợ em chạy xe luôn hả ha ha thách ông tướng luôn đó dám chạy không thôi dắt xe ra đi nhớ giữ chìa khóa cẩn thận nha em mà đi luôn là chị hết vô nhà đó vậy là tôi chạy xe chở chị ra tiệm may ngoài chợ an đông tới nới chưa gì mấy bà trong tiệm đã cười ha hả chọc ê ê con lan có trai mới kìa tụi mày đâu đâu trời ơi ba bi quá lan ơi mày dụ con nít người ta hả còn ông toàn đâu chết chết kỳ nào tao đốt nhà mày ha <laughs> ha <laughs> mấy bà này đúng nhiều chuyện ư ừ, bồ mới tao đó đứa nào cô tao giết ơ tôi thành bồ bà hồi nào vậy rồi chị lan quay qua kêu tôi về đường về cũng dễ, không đến nổi quên đường. đang cười khì khì vì không quen đường thì mặt tôi trùn xuống. chết lo nhớ đường đi mà quên nhớ nhà. chạy xe qua chạy xe lại vòng vòng mấy cái hẻm, cái nào cũng thấy quen quen mà nhà thì hỏng nhớ nhà nào mới là nhà mình. điện thoại cho chị Lan thì không dám vì hồi nãy có mạnh miệng vỗ ngực tuyên bố làm gì có chuyện tôi đi lạc. điện thoại cho chị Lan thì coi như dọn đồ về quê với vịt cho rồi đổ mồ hôi chạy vòng vòng hơn tiếng đồng hồ gần hết xăng luôn thì cái khôn tôi mới trở về với chủ tôi điện thoại cho thằng duy hỏi đường ra ngoài quán sẵn phụ rồi chưa về chung với thằng duy luôn chứ giờ mà hỏi tôi nhà ở đâu thì chẳng khác nào tự và vào mồm về tôi kể cho bà kia nghe thì bà cười cho nhục cái mặt phụ quán đến gần hết khách thì chưa tôi lãnh nhiệm vụ đi đón chị Lan về tất nhiên trước khi đi tôi cũng chờ thằng Duy về để nhìn mặt nhà nữa chứ ra tới tiệm thì lại chào đón một chàng chọc ghẹo của mấy người làm chung trong tiệm may. chị lan lên sau lưng ôm tôi cứng ngắt, mắt quay về phía mấy bà trong tiệm cười hì hì. chắc là trêu mấy bà đó chứ gì, làm tự nhiên được ôm sướng cả người. tôi xiết ga chạy đi, đường sài gòn chưa bon chen, kẹt xe ở mấy cái đèn đỏ muốn nhũn não. chị lan không còn ôm cứng tôi nữa mà ngồi đàng hoàng lại, miệng nói tay chỉ tùng lung thứ cho tôi, mệt thì mệt, bực thì bực, nhưng tôi vẫn phải cố dạ dạ thưa thưa trả lời mấy câu hỏi của chị Lan. Về tới nhà, tôi ngủ một mạch tới chiều rồi ra phụ quán. Đang làm thì chị nhắn tin, hai đứa về ăn cơm với chị. Đừng ăn ngoài quán, chị mới nấu canh chua cho em ăn nè. Hỏi ý thằng Duy thì nó kêu về trước ăn với chị Lan, còn thằng Duy ở lại ăn tại quán rồi chở bà chủ đi mua mấy thứ linh tinh nữa về tới nhà chị Lan đã dọn cơm sẵn, tôi chỉ việc rửa tay rồi vào ngồi ăn mà thôi. cả buổi cơm tôi ăn thì ít mà nhìn lén chị thì nhiều, đầu óc cứ nghĩ mấy thứ đen tối, chỉ thiếu điều muốn phạm tội vậy. ăn xong lại dành nhau rửa chén và tất nhiên tôi chỉ giả bộ dành cho có thôi chứ tôi chúa lười làm việc nhà. thằng duy về lại ăn trái cây, nói chuyện linh tinh và xem tivi. hôm nay cũng thân hơn với chị nên tôi thi thoảng cũng góp vui vài lời. Tám chán chê thì hai thằng đi ngủ, còn chị Lan đi ra ngoài với anh Toàn. Đó là những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, nhận được sự giúp đỡ của chị Lan và thằng Duy tôi cũng vượt qua được khó khăn ban đầu. Gần đến ngày nhập học tôi phải chuyển chỗ ở đến gần trường đi học cho tiện. Có lẽ tôi xin được kết thúc phần hồi ức về chị Lan tại đây. Vì câu chuyện chính tôi muốn nhớ nhất là ở phía đằng sau về phần chị Lan, đó chỉ là một khoảng nhỏ trong quãng đường dài, chẳng có tính yêu, chẳng có gì ngoài cảm giác ham muốn bình thường của con người và xen lẫn là tội lỗi. Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi gặp anh Toàn. Sau này tôi mới biết chị Lan và anh Toàn thực sự chưa bao giờ vượt quá giới hạn, ngay cả nắm tay hay ôm hôn anh Toàn cũng khó khăn lắm mới chạm được vào người chị Lan. Sống với chị Lan khoảng hơn 10 ngày, khi tôi hết chịu nổi cái ham muốn xấu xa và tội lỗi, mà nói chính xác hơn là cảm giác xấu hổ với anh toàn tôi quyết định chuyển ra tìm chỗ khác để ở tránh mặt chị là cách tốt nhất vào lúc đó dù rằng ngày tôi chuyển đi tôi biết chị lan khóc rất nhiều sau lưng tôi chị lan chẳng đòi hỏi gì ở tôi tôi biết chị lan cũng hiểu vì sao tự nhiên tôi lạnh lùng bỏ đi và vì sự bỏ đi này của tôi mà chị lan sau này từng nói ngày ấy em đi chị cũng biết vì sao em đi mà vì chị hiểu cảm giác của em Chị thích em từ lúc em còn học 12 hay ghé qua nhà rủ thằng Duy đi chơi kìa. Mà không bao giờ em vào nhà nên đâu có gặp chị. Mỗi lần em đứng ở ngoài với thằng Duy chị cũng lén nhìn em đó. Lúc em đi chị buồn nhiều lắm, giờ vẫn còn buồn, nhưng không khác được đúng không em? Chị cũng không thể...